Chào các bạn nhá. Mình đang sửa một chiếc âm ly có cái tên như này này. Nhìn nó khá là lạ luôn. Đây là phần echo, đây là phần master equalizer của một hai vế bên trái và hai vế bên phải. Rồi đây là phần music của hai, music của một, nó rất là lằng nhằng luôn nhá. Mới đầu mình tưởng là âm ly của tàu cơ, nhưng tháo ra mở ra như này nhìn hóa ra đây là khả năng là âm ly của Hàn Quốc đấy các bạn ạ. Chúng ta để ý này, đằng sau của nó nhé. Nó sẽ có bốn kênh, chúng ta sẽ thấy này. 1 2 RL của 1 2 3 4 1 2 nhá, tức là tóm lại là mỗi một bên nó sẽ có hai vế công suất RL riêng. Nó như là âm ly 4 kênh các bạn nhé. Nó sẽ đấu như thế mọi người ạ. Chúng ta sẽ thấy nó như vậy. Nó có bốn ngõ ra riêng này. Chiếc âm ly này khả năng là lâu rồi. Nó thiết kế khá là lạ so với những cái thời cứ kiểu âm ly hiện nay nhá. Với cái lỗi mình đang sửa ấy, là khách bảo là một bên nó cứ có tiếng lại mất, có tiếng bên một bên thì bình thường. Thì mình có test qua thì là do cái con dơ le cấp nguồn đầu ra này nó cứ mở to hoặc là cứ để mà đấy, nó lại nhả ra. Nó nhả ra một vài giây sau nó lại đóng lại, nó rất là chập chờn luôn. Mọi người nhá, các bạn có thể tham khảo ngay sau đây khi mình lúc đấy mình đang test nó ra lỗi này. Ngắt rồi. Con này bị bệnh là cái con dơ le của cái bên này nó cứ đóng nhả liên tục nhá. Đấy, bây giờ đến thời điểm bây giờ thì là nó ngắt hẳn luôn rồi. Đấy, này mở rồi. Tóm lại là mình khách cũng thông báo là nó cứ có tiếng này mất, có tiếng này mất. Mình có test thử thì hai vế bên này ok, nhưng hai cái vế bên này là cứ cái dơ le này cứ đóng nhả. Cứ đóng nhả đây đấy, nó cứ đóng nhả liên tục, không rõ là lỏng mạch hay là lỗi gì mọi người nhá. Bây giờ mình đang sửa cho khách, hiện tại đang nhả rồi này, không có tiếng gì nữa, lại có tiếng, không biết là lỏng mạch hay là sao. Mình có đang đo cái nguồn để cái nguồn cộng trừ, mình giảm nguồn cộng trừ cho cái phần công suất ấy, thì một kênh này được trừ 39 trừ 40 nhá. Còn một đấy nó cứ đóng nhả à, cũng thế. Và mình thấy là tụ đang lồi, một con tụ lồi. Tóm lại là con này dơ le nó cứ chập tròn. Đó, khi mình test thì cái lỗi của nó như thế nhá. Thì nó là đây là một cái âm ly lâu rồi các bạn ạ. Mình có để ý là tụ nó phồng. Tụ hai con tụ lọc nguồn của cái nguồn đối xứng cho phần công suất ấy. Thì có một nhiều trường hợp nó phồng như này, nhưng mà do đấy nó phồng lên này. Chắc phải thay rồi, nhiều trường hợp phồng lên là do cái nhựa này lâu năm quá nó nóng phồng thôi, nhưng đây con này đã phồng cứng rồi nên chắc phải thay tụ rồi. 63V 10.000 mi. Thì trước khi mình sửa mình cũng nói qua cho mọi người về cái thiết kế một chút, sau đó mình bung ra nhé. Thì phía đằng trước thì kiểu gì cũng có hai thớt của mic rồi, hai thớt mic rồi, rồi như hai cái thớt để điều chỉnh music cho bốn kênh, tức là nó chia thành hai. Mà tiếp theo sau đó đến phối trộn mọi người ạ. Rồi equalizer thứ nó lại chơi cái trò đứng như này, và cái phần nhại của nó lại sử dụng con dòng PT2399 nhá mọi người nhá, chứ không phải như mấy đời bây giờ đâu, khả năng con này cổ rồi. Và phần công suất này chúng ta sẽ thấy này, phần công suất này bên mình đã sắp sửa ấy, là zin bản, còn bên này thì mình thấy đã sửa của cái vế này, còn vế này thì chưa. Bởi vì tại sao mình biết, mình thấy có điện trở đấu nối tiếp để đạt trị số này, thì tức là cái khối này nó đã có thợ sửa rồi nhá. Và do thợ sửa rồi và thợ đang thay cặp sòn B688D718 mọi người nhé, D688D718 này. Nhưng thực tế là cái bộ công suất của bọn này thì nó chạy sò công suất mạnh hơn, đó là B817D1047 nhé. Cặp sò này thì nó sẽ khỏe hơn cặp B688 này, dòng chịu đựng và điện áp chịu đựng nữa ấy, các bạn ạ. Như vậy là con này 4 kênh nhưng mà đã có một kênh sửa và sò lắp yếu hơn một chút. Ba vế còn lại thì là vẫn là ok sò zin của nó. Và chúng ta sẽ nhìn nhá, mà là nó sẽ mỗi một bên nó là hai kênh, mỗi kênh nó chỉ sử dụng hai con chan thuận ngược đẩy kéo thôi, BGT đấy. Và qua điện áp ra cái ra cọc loa nó sẽ đi, đây là con dơ le kép nhá, tiết điểm kép nhá, nó sẽ đi ra lại. Và khi có sự cố của vế nào đấy thì ví dụ như có nguồn DC dò ra cọc loa chẳng hạn, thì là con dương le này sẽ bị nhả. Và thực tế là con bên này là đang chập chờn, lúc đóng lúc không đấy. Và để hoạt động cho điều khiển cho dương le ấy,
Để điều khiển dơ le dò tín hiệu thì khi mới bật lên thì nó sẽ có khoảng vài giây trễ, sau đó mới đóng. Rồi khi mà có sự dò DC ra ra cọc loa ấy. Tóm lại là khi nó chạy là điện áp ra cọc loa là điện áp xoay chiều. Điện áp xoay chiều mình đính chính cho mọi người, tín hiệu ra âm thanh ra cọc loa nó là tín hiệu xoay chiều, nhưng cái tần số của nó là không phải tần số 50Hz như lưới điện của chúng ta đâu, mà cái tần số của nó là lúc thay đổi, lúc lớn, lúc cao, lúc thấp là phụ thuộc vào cái giải âm thanh nhé. Cái giải bài hát vào thì cái âm thanh nó lúc to, lúc nhỏ, thì giải âm thanh lúc lớn, lúc nhiều như của âm thanh lời nói nhá mọi người nhá. Đó là tín hiệu xoay chiều nhưng tần số theo kiểu giải âm thanh. Thì để mà điều khiển con dơ le này thì nó sẽ sử dụng một con IC ấy này. Con IC một hàng chân dài này này, mình có thể đọc cho mọi người, nó là con TA7317P nhá mọi người nhá. Ngày xưa nó hay sử dụng con IC này để đưa lệnh đóng dơ le mọi người ạ. Nó một số dàn âm thanh nó cũng sử dụng con IC kiểu dạng như này nhá mọi người ạ. Và đặc biệt là con này đang lỗi vùng đấy thì mình sẽ đánh vào cái con IC đấy, đưa ra đến đây ấy. Thì mình cũng chẳng nhớ được cái chân chức năng gì đâu, khi mình làm ấy là mình nếu mà mình cần hiểu sâu ấy để mình tìm ra bệnh ấy, thì có thể mình sẽ phải vào Google mình tra dataset để mình xem chức năng chân, đâu là chân VGC này, đâu là chân đưa lệnh ra đóng dơ le này, đâu là chân dò sai tín hiệu DC của hai kênh này mọi người nhá. Để đi về nó nhá, nó sẽ có những con điện trở lấy mẫu đưa về nó thôi mọi người nhá. Đó một cái Omni rất là lạ. Chắc là của Hàn Quốc đấy các bạn ạ. Ở đây là vỉ nguồn này. Vỉ nguồn thì công suất lớn nhất ấy, dòng lớn nhất ấy là nó sẽ tạo ra một cái nguồn cộng trừ như mình đo ấy, cộng trừ là khoảng 40V ấy, được lọc qua bằng hai con tụ này này. Thì đây chính là cái cầu chỉnh niu nhá, dưới miếng nhôm này này. Còn ở đây nó có ba con, nó có một cái cầu chỉnh niu này, nó sẽ tạo ra nguồn cộng trừ 15V. Mình soi ở trên con IC trên cái miếng nhôm này thì nó là con 78 15 và 79 15, nó là nguồn ổn định cộng trừ 15V cho các con 4558 cho phần tiền khuếch đại công suất đấy các bạn ạ. Phần xử lý tín hiệu âm thanh ấy. Còn một con nữa thì mình chưa rõ, mình chưa nhìn thấy, không kín quá mình không nhìn được nó là cái con gì. Rồi một con nữa có khả năng là nguồn 5V hay sao ấy các bạn ạ. Nguồn áp 5V cho một cái khối nào đấy thì mình không rõ. Khả năng cho cái khối ECHO này này, nó chạy cái với con PT2399 này thì nó chạy nguồn 5V hay sao. Mình đoán đấy thôi, nhưng mình không quan tâm bây giờ mà. Mình sẽ quan tâm cái tháo cái bo này ra để mình sửa cái bo này này. Và cái Omni này, cái chiết áp của nó lâu năm quá nó rất là mềm nhá, nhưng mà mình có vặn thử cái nào có tác dụng luôn. Tức là cái chất lượng của nó tốt hơn rất nhiều so với những cái Omni hàng chợ ở Việt Nam, là để lâu toàn não hóa chả ấn được thôi. Cái Omni của nó này, cái chiết áp của nó ấy mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ tháo ra để mình xử lý xem nó lỗi gì để cho khách nhá. Khách để đến quá lâu rồi, hôm nay mình mới rỗi mình mới làm được. Mình bận quá các bạn ạ. Đây là cái bo mạch bên lỗi mình đã tháo nó ra nhá. Và nhìn nó sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tham khảo những cái sắc cắm của nó một chút. Thì đây là tín hiệu âm thanh vào để khuếch đại của vế một vế NR và một vế RN nhá, hai tín hiệu nhá. Cái này là cái jack 3 này nó đưa ra cái led đằng trước. Cái led đằng trước là khi mới bật thì là màu đỏ các bạn ạ, và khi dơ le đóng ấy, thì nó sẽ chuyển thành màu xanh, là led 3 chân ấy, nó là led báo thôi. Còn cái power này chính là nguồn cộng trừ GND và cộng trừ 40V, mình cứ gọi giả sử là 40V cho phần công suất nhé. Còn đây là tín hiệu ra, tức là một cái là GND toàn mạch, GND đấy là cọc âm đấy, cọc dây đen là cọc đen đấy, và hai cái là RR ra đấy nhá. Thì nó là như vậy nhá. Và mới đầu mình cứ nghĩ là tưởng là bo này chưa động ngơ, nhưng hóa ra đã có thợ động rồi. Chúng ta để ý này, cái hai con điện trở 56k đã tháo. Bạn nào mà tua lại vị trí xem bên kia thì bên kia cũng bị tháo. Đấy, mình không quay cho chúng ta nữa, chúng ta để tua lại chúng ta nhìn bên kia ấy, là hai con 56k của bên kia cũng bị tháo rồi. Thì hai con 56k đấy là hai con gì? Đó chính là hai con dò sai tín hiệu điện áp DC ra, chả biết thợ nào họ đã phá bỏ nó đi rồi. Đấy nhá, mình sẽ cho chúng ta tham khảo này. Đây là ngõ ao ra của cái vế bên này, đi qua quận L lọc này này nhá, nó sẽ đến chân dơ le này chờ ở đây. Tiếp theo đây cũng là ngõ giao của vế bên này, cũng đi qua quận L đến chấn chân dơ le chờ ở đây. Và khi chúng ta bật ấy, mà không có DC ở hai cái chân này, và đặc biệt là khoảng 10 giây khoảng vài giây ấy, thì con dơ le này sẽ xuất lệnh ra để đọc cấp nguồn cho quận hút của dơ le ở đây mọi người này.
thì bắt đầu là cái tiếp điểm này đóng từ điểm này sang điểm này, tiếp điểm này đóng từ điểm này sang điểm này. Như vậy là đây chính là cái hai chân ra RL ra cọc loa đấy nhá mọi người nhá. Giả sử bị một trong hai vế này có dòng dò DC đây ấy, nó sẽ đi phân áp qua con bị tháo mất đấy. Nó đi vào chân số 2 này và tiếp theo một cái đường nữa là đi vào chân số 3. Như vậy là chân số 2, chân số 3 này nó có tạo độ trễ nhá mọi người nhá, bởi vì này nó đỡ DC nó khoảng vài giây, độ trễ của những con tụ này vài giây thì nó bắt đầu nó mới ngắt chứ không phải ngắt ngay đâu, bởi vì đôi khi nó có sự sốc điện và thứ ấy. Nó là nhà sản xuất họ tính thế. Như vậy là chân 2, chân 3 của con IC này là nhận cái phản hồi điện áp DC bị dò từ cọc loa đưa về nhá. Giả sử nó có độ dò thì là nó sẽ không đóng, không cấp nguồn cho cận hút này nữa, thì bắt đầu là tiếp điểm này tách, tiếp điểm này tách và nó sẽ báo cái đèn đỏ đấy các bạn ạ, mình đoán như vậy mọi người nhá. Nó thiết kế như thế nhưng mà cái anh thợ nào đó là anh đã loại bỏ cái chế độ bây giờ con này có chập công suất thì nó dương le này vẫn cứ đóng, vẫn không ngắt mọi người nhá. Tôi coi như là chế độ dò DC ra loa quan trọng nhất của cái mạch bảo vệ loa này nó đã bị bỏ đi mất rồi bởi hai đường này. Thì bây giờ mình chỉ quan tâm là con này tại sao mà nó lại đóng dương le lúc nhả lúc không, thì mình sẽ dò cho chúng ta cái đường tham khảo dương le này nhá, quần hút dương le này nhá. Quần hút dơ le thông thường trong âm ni này thì nhà những con dơ le này là quần hút nó ra chạy nguồn 24V mọi người ạ. Và nó hạ trực tiếp từ một cái nguồn nguồn chắc là nguồn 40V, bởi vì mình dò mình có thấy như này này. Đây chính là nguồn dương 40V xong với đây nhá, gần đây nhá. Bởi vì nó đi đường này. Nó đi tới chân C này. Chân C của con sò BGT, con sò ngược nhá, con D1047 đấy mọi người ạ. Con này này. Thì như vậy là mình sẽ hiểu đây là đi áp dương. Dương cao rất là cao nhá. Ở đây nhá, nó sẽ đi qua cái dây di này này, nó đi qua cái dây di đây nhá, mình lật ngược lại lên này. Vấn đề là chúng ta biết dò mạch đấy, mình thì mình cứ nhìn cái là mình hiểu được. Là nó đi qua cái dây di như vậy là đây là 40V, mình cứ giả sử là dương 40V nhá, so với mát toàn mạch này này, mát là cái chân giữa này, nó sẽ đi theo cái đường này này, chúng ta sẽ đấy được một đầu con hút nhá và đi sang bên này, và dưới cái chân này mà dập mát thì con hút sẽ được cấp điện. Thì nó sẽ hút đấy, nhưng mà nếu mà dập mát thì tận 40V cấp trên cái quần hút này thì quần hút này nó sẽ cháy ngay, nó chỉ 24V thôi mà. Do đó mà cái điện áp cao đây được hạn qua một con điện trở này. Con điện trở này có giá trị là xem nào, mình không đọc được, tí mình đo. Thấy nó ghi đây là 820 ohm hay sao ấy, 820. Không đúc biết có đúng không? Tí nữa mình đo, tóm lại nó phải hạn qua một con điện trở nhá. Cái mạch này có cái hay là nó ghi chỉ số các bạn ạ, nó ghi 56K này, 33K này, và chất linh kiện ngày xưa cực tốt luôn, bao năm rồi như nó chân đồng đấy, không hề xỉn gì gì luôn, mình cũng quá chất luôn á mọi người nhá. Đó, đồ ngày xưa bao giờ nó bền chứ không như đồ bây giờ. Nó sẽ đi qua con điện trở đấy nhá và nó sẽ tới chân IC đấy. Đấy, tới chân IC, và khi mà IC thấy tất cả mọi thứ ok, nó sẽ dập cái chân này về GRD nó đây này, tức là trà dập về GRD này. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy có dòng chảy từ 40V này đi qua quận hút này, hạn qua điện trở này, về mát này, thì quận hút sẽ được cấp điện và nó sẽ đóng đấy nhá. Còn nếu mà nó phát hiện ra dò ra DC ra loa thì nó sẽ không dập cái chân mình vừa dò ấy mọi người ạ. Về mà GRD nữa thì coi như bị hở mạch thì là quận hút không được cấp điện thì là dương le sẽ nhả đấy. Và nó nhả nó đóng thì là chắc là nó liên quan đến đây cái đèn báo này, cái giác đèn báo này mọi người nhá. Thì với lỗi con này thì có thể xảy ra trường hợp là quận hút của dơ le bị đứt chập chờn, mình cũng gặp rồi. Mới đầu thì mình nghĩ là nếu mà nó có hai con này thì mình còn phán là do một trong hai vế này đang bị dò DC ra loa thì nó tự nó ngắt, nhưng mà với cái trò thợ trước đã mất như này rồi thì không phải rồi mọi người ạ. Thì bởi vì mình thấy nó lâu năm quá này, rất nhiều chân linh kiện bị vàng theo kiểu là bị bong nhá. Tí nữa mình phải chơi trò hàn hết mạch cho nó tăng cái độ bền. Thì nó sẽ ví dụ như một chân linh kiện nó bị hở chẳng hạn, dẫn tới là nó bị dò DC ra thật thì nó ngắt. Nhưng riêng con này thì không phải rồi. Con này mình chỉ đánh vào là nguồn cấp cho con DC này là một này. Nó sẽ có nguồn cấp đấy, và nguồn cấp nó hình như là đây hay sao ấy. Nó có một cái chân này cáp này này. Nó hai chân dính nhá, nó đưa từ một cái vỉ nguồn đưa sang đưa qua này, đưa rồi phân áp qua điện trở vào đấy, vào cái chân số 1 ấy, mình không rõ là cái chân gì hay là chân xác lập on up cho nó chạy hay sao ấy. Thì mình sẽ kiểm tra cái đường đấy là một, và kiểu gì có đường VCC cho con này để con này chạy. Có thể nó sẽ hạ trực tiếp từ cái nguồn, nó sẽ có cầu phân áp ấy. Tí nữa mình sẽ tra ra xét, sẽ đưa vào cho nó.
thì là nó sẽ để cho nó trong nó sẽ có những con linh kiện mà để nó phải còn phần còn có nguồn nuôi để nó dò sai cái thứ thì nó mới dập cái chân này về mát để mình có đóng Geneva mà. Nhưng mà với cái con mắt nhìn của mình ấy, thì khả năng mình bắt được lỗi luôn. Là ở đây này mọi người này, không biết là mọi người có nhìn được không, cái máy này của mình nó không lấy được chuẩn là độ led. Cái chân này nhá, nó đã có bị hở so với cái thiếc ngoài rồi. Chân này và cái chân này nó đang bị có một cái lỗ, cảm giác như mình lúc này là nó bị lúc này cái chân này thì gần thôi nhưng vẫn dính, nhưng cái chân này đã bị lúc này rồi. Thì đây khả năng đấy là chính là lý do mà cái mạch in này này, nguồn dương 40V này, nó không dính vào cái chân này. Do đó nó sẽ hở mạch của cái đường kín mạch để tạo tạo quần hút thì nó cũng bị nhá mọi người nhá. Như vậy là cái van này là khả năng là mình nhìn với con mắt của mình nhìn ấy, đây là võ sửa mắt. Nhưng mà mình vẫn làm video và mình vẫn up cho chúng ta hiểu được về cái nguyên lý mạch, về cái đường mạch điện như nào và một kiểu thiết kế nhá mọi người nhá. Thì với con này thì mình sẽ cạo cho nó sáng, nó xây, sau đó mình hàn lại hết là mình đoán là nó sẽ chạy ok thôi mọi người ạ. Nhiều người thì cứ bảo mình làm các video như mình vừa sửa cái nồi cơm IH nó chết công suất ấy, nội địa Nhật ấy, thì cứ bảo là làm chi tiết từng tí một, thì thực sự ấy, đôi khi mình đang làm như này mình có việc bận mình lại bỏ ra mình đi làm việc khác, chứ không phải là mình ngồi mình làm một lúc. Và cái video kia mình còn chia thành mấy buổi mình mới làm cơ. Thế mọi người cứ nghĩ là cứ muốn là mình tháo linh kiện ra như nào, mình lắp như nào là mình cũng quay để mình up. Thì như vậy là cái thời gian quá là dài, cái thời gian video quá là dài. Up thì mạng của nông thôn thì up thì nó dài, mình chỉ thích up những cái file lên YouTube các cái ấy, chỉ dưới 1GB thì nó nhanh, cứ tầm trên 1GB là chả mãi nó chả up được, nên nó lâu mất thời gian của mình nhá. Rồi là những cái video mình chia sẻ đa số ấy, là mình đánh cho mọi người về cái đường mạch điện và mình kiểm tra như nào đấy, như cái con này đấy mình phân tích cho mọi người để mình hiểu và sau đó mình làm. Và mình cũng đính chính luôn ấy, là hỏng hóc nó sẽ là không giống nhau. Như đơn giản nhất như con này mình nhìn được là chân này không tiếp xúc, nhưng có trường hợp các bạn là hỏng con IC này, có trường hợp này là hỏng con điện trở phân áp nguồn VCC cho con IC này, con này, hoặc có trường hợp là do quận hút của dơ le bị chết đứt đó, nó sẽ là khác nhau. Nhưng mà trong cái hướng mình phân tích để cho chúng ta hiểu được mạch điện thì chúng ta sẽ có cái cơ sở chúng ta làm. Và những cái video này đa số là mình chia sẻ cho những cái bạn nào am hiểu, là bạn thợ đang muốn tìm hiểu sâu về những cái mạch điện. Chứ nếu mà mọi người đang dùng mà ví dụ TV cái đồ nhà các bạn hỏng, các bạn muốn xem để con này của bạn mình bị như này là chấm cái chỗ này được, video kết thúc chắc 1 phút là xong các bạn ạ. Thì nhưng mà đôi khi ấy, là cái bàn của các bạn không đúng như thế, nên là bạn tháo ra cái video anh này làm là ở vị trí này mà của tôi hàn nỗi đếch được, hay là tôi có khi lại cái anh đấy xem cái kênh của mình sau đó là không làm được, lại có khi lại còn chửi cả mình luôn. Nên những cái video này mình chia sẻ đa số cho những người ta am hiểu, để người ta có một cái đường nhìn khái quát để như là bài học cho chúng ta, chứ không phải là mình chia sẻ theo kiểu là miễn liền là một mọi người nhé. Mình thì cũng chả muốn nói nhiều đâu, nói nhiều nó mỏi miệng lắm, chẳng qua là muốn truyền đạt cho chúng ta hiểu về cốt lõi và hỏng hóc nó sẽ là khác nhau. Vì hy vọng là cái video nó mang lại cho mọi người một cái kiến thức gì đó để mọi người có thể làm được thôi. Bây giờ mình sẽ làm và cho mọi người kết quả nhá, như mình vừa nói rồi ấy. Con tụ này nó chỉ bị phồng nhựa thôi, còn cái mặt đít là nó ok. Con này nó phồng rồi, mình đo thì chỉ số nó chả chuẩn nữa rồi, nên mình sẽ thay cho khách con tụ khác. Thì đây này, tụ thì mình này có những con tụ to, dung lượng to hơn như này, 80V 15.000 mi này, rồi 80V 1.000 này. Nhưng khả năng mình sẽ lắp con ngắn này. Con này khả năng lõi bên trong nó là 63V 10.000 mi đấy, nó ngắn hơn những con này nhá. Vậy mình đo thì chỉ số nó vẫn được đúng. Đây là chúng ta sẽ đo này, mình cái đồng hồ này nhá, cái đồng hồ này vẫn đo được chỉ số dung lượng rất tụ rất là lớn nhá. Đây nha, ví dụ như mình đo, mình lấy nét đã. Mình đo con tụ 15.000 mi nhá, chúng ta sẽ tham khảo này. 80V 15.000 mi. Đây là những cái lô tụ âm ly hồi mình nhập, không biết mình nhập bao nhiêu nhỉ? 16 con này ở trong của một cái shop trong miền Nam. Đấy, 15.000 mi thì nó sẽ hiển thị là 14 mi phara nhé mọi người nhé. Còn con này thì 10.000 mi 80V này. Thì nó khoảng san là 10, ok là ok mọi người nhé.
đo lâu lắm dung lượng lớn đấy, 10 ok nhá mọi người nhá. Nhưng mình sẽ lắp con này đo cũng đủ đủ chỉ số nhưng mà nó ngắn hơn. Chúng ta để ý cái vị trí này nhá, nó sẽ chuyển trạng thái khi mình bật đấy, mình bật on này. Đó, nó đã đóng nhá mọi người nhá, xem nó còn ngắt nữa không. Mình mở nhạc thử nhá, khá là ok các bạn nhá. Mình đang thử cái vế bên này đấy, cái bộ bên mình sửa ấy. Như vậy là con này nó chỉ là lỗi hở linh kiện thôi, và cái con tụ này nó bị phồng, nó vẫn đáp ứng được đấy, nhưng mình cứ thay cho khách quay khác mọi người ạ. Và như bạn nào mà gặp những cái mạch mà nó chạy con IC ấy này ấy, con IC mà đóng dơ le ấy, thì đây mình có vào Google mình tra cho chúng ta cái dataset của nó là như này nhá, có hỏng hóc có lại khác nhau nhá. Nhiều trường hợp thì mình gặp những cái âm ly mà nó cũng dùng như này ấy, thì chúng ta sẽ thấy này, cái nguồn này nguồn vừa nãy là nguồn 40V đấy nhá, nó sẽ đi đến quần hút của dơ le này, nó đi qua dơ le nhá, rồi nó đi qua con 820 ohm đấy, nó sẽ từ vào chân 6. Và khi chúng ta bật ấy, thì chờ khoảng vài giây nó sẽ có một con tụ tạo độ trễ. Con tụ này này, thì con tụ này dung lượng lớn thì nó độ trễ lâu hơn ấy. Thì chờ một lúc ấy, thì nó sẽ đóng, nó sẽ dập cái chân 6 này về GND, về GND này thì bắt đầu là quận hút được cấp điện và dơ le sẽ đóng đấy nhá. Khi mà hai vế RL mà có đi áp DC dò ấy, thì nó sẽ đi về chân 2 và chân 3 này, hai vế đấy ấy, nó có tụ tạo độ trễ đấy, thì đã đạt đến ngưỡng ấy, thì bắt đầu là con này sẽ lật trạng thái, sẽ lật trạng thái, sẽ không dập cái chân 6 về mát nữa, thì phải dơ le nhả nhá mọi người nhá. Và cái nguồn VGC nuôi nó có nhiều trường hợp ấy, cái đường này nó hỏng này, con 10K này đứt nó xảy ra lỗi nhá mọi người nhá. Và như con điện trở này hoặc con mấy con điện trở này nó lỗi thì nó bị đấy mọi người ạ. Tóm lại là chúng ta hiểu được kết cấu của linh kiện, nó chỉ có vài con linh kiện thôi thì chúng ta kiểm tra, nhưng mình hay gặp là con này lỗi này. Con điện trở này nó đi từ đường 50V đi qua con điện trở 10K này, nó sẽ phân áp vào chân số 9 hay sao này. Đúng rồi, chân số 9, đó là chân VCC của nó đấy mọi người ạ. Thôi, mình sẽ kết thúc video này ở đây nhá. Ban nó khá là dễ, nhưng chúng ta sẽ hiểu thêm thiết kế của một cái âm ly của Hàn Quốc, cũng như một cái ban bệnh khá là dễ, đó là không đóng dơ le, dơ le đóng chập chờn.